Chào mừng tất cả các con đã quay trở lại với khóa học toán lớp 3 của trang web olm.vn Ở những bài giảng lần trước thì các con đã biết cách chia số có hai chữ số cho số có một chữ số mà là phép chia hết Ngày hôm nay cô sẽ cùng các con thực hiện phép chia số có hai chữ số cho số có một chữ số mà có dư Đầu tiên cô muốn các con hãy cùng thực hiện một số phép chia dưới đây để chúng ta nhớ lại kiến thức đã được học. Chúc mừng các con đã trả lời đúng. Bây giờ các con hãy cùng quan sát. Chúng ta sẽ cùng thực hiện phép chia 86 chia cho 6. Để thực hiện phép chia này, chúng ta sẽ đặt tính rồi tính như phép chia đã được học. Sau đó thực hiện chia lần lượt từ trái qua phải. 8 chia 6 bằng 1, viết 1. 1 x 6 bằng 6, 8 trừ 6 bằng 2. Kết thúc lượt chia đầu tiên. Sau đó ta hạ 6. 26 chia 6 được 4, ta viết 4. 4 x 6 bằng 24, 26 trừ 24, kết quả bằng 2. Như vậy, chúng ta có phép tính là 86 chia 6 sẽ bằng 14 và dư 2. Đó chính là cách thực hiện phép chia 86 chia cho 6. Các con sẽ thực hiện lần lượt hai lượt chia và mỗi lượt chia thì chúng ta thấy là đều có số dư. Như vậy, các bước đặt tính rồi tính phép chia này thì hoàn toàn tương tự như phép chia hết, tuy nhiên ở mỗi lượt chia thì sẽ có số dư. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm bài tập để có thể rèn luyện thêm được những kỹ năng liên quan tới việc thực hiện phép chia. Đầu tiên, các con hãy thực hiện các phép tính dưới đây. Chúc mừng các con! Bây giờ cô sẽ chuyển đến một bài toán có lời văn như sau. Có 50 cái bánh được đóng vào các gói, mỗi gói đựng 3 cái bánh. Hỏi đóng được nhiều nhất bao nhiêu gói và còn thừa mấy bánh. Ở bài toán này, để chúng ta có thể tìm được là đóng được nhiều nhất bao nhiêu gói thì các con sẽ phải thực hiện phép tính gì? Rất rõ ràng đúng không? Chúng ta sẽ phải lấy tổng số cái bánh chia cho 3. Nói cách khác, các con sẽ phải thực hiện phép tính 50 chia cho 3. Cụ thể cô sẽ có, chúng ta có phép tính 50 chia 3, kết quả là 16 và dư 2. Như vậy chúng ta suy ra là đóng được nhiều nhất vào 16 gói bánh và còn dư 2 cái bánh. Tương tự như thế này, các con hãy cùng làm bài tập dưới đây. Chúc mừng các con đã trả lời đúng. Như vậy, ở bài giảng ngày hôm nay, cô trò mình đã cùng nhau đi thực hiện phép chia số có hai chữ số cho số có một chữ số mà có dư. Bài giảng tiếp theo cô sẽ hướng dẫn các con thực hiện phép chia số có ba chữ số cho số có một chữ số. Để rèn luyện thêm kỹ năng, các con hãy luyện tập trên trang web olm.vn. Cảm ơn các con đã lắng nghe bài giảng và hẹn gặp lại trong các bài giảng tiếp theo của olm.vn.